Xin chào tất cả các thầy cô. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta đồng bộ cái cơ sở dữ liệu từ bên SMAP qua bên cơ sở dữ liệu. Thì việc đầu tiên đó là các thầy cô phải nhập hết tất cả các cái thông tin ở bên SMAP này cho nó đầy đủ, từ hồ sơ học sinh tới y tế, tất cả mọi cái thứ bên này. Khi các thầy cô nhập đầy đủ rồi thì các thầy cô chuyển qua bên kia, thì các thầy cô không phải làm bên kia một lần nữa. Và khi mà các thầy cô cập nhật qua thì các thầy cô để ý là khi chúng ta cập nhật qua thì cái bản nào mà nó không được thì nó sẽ báo lỗi, cho nên các thầy cô sẽ để ý mở cái file lỗi lên và chúng ta kiểm tra lại. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập vào smart.edu.vn. Đó, chúng ta sẽ đăng nhập vào cái trang smart.edu.vn. Sau đó chúng ta vào hệ thống, chúng ta vào nộp dữ liệu lên cơ sở cấp sở. Đó, thì chúng ta vào đây, sau đó chúng ta chọn từng cái phần dưới này. Đó, thì thí dụ tôi chọn thông tin cán bộ, nhấn vào tìm kiếm thì nó sẽ ra bấy nhiêu cái thông tin đây, thông tin cán bộ này. Đó, thì chúng ta tìm kiếm thì ra đây là chúng ta đã nộp như thế này, là 39/39 bản ghi thành công. Cái phần lịch sử á, thì phần nộp cơ sở dữ liệu thì các thầy cô sẽ chọn từng cái này nhé, chọn từng mục trong này. Thì bây giờ chủ yếu là chúng ta chỉ có ba cái mục đầu tiên này thôi, còn mấy cái kết quả phòng học tập rồi thông tin phòng học điều gì đó, nếu các thầy cô nhập nộp hết thì nhập hết rồi thì các thầy cô nộp hết, còn nếu chưa thì các thầy cô nhập ba cái mẫu này. Thì đầu tiên các thầy cô vào thông tin cán bộ, sau đó nhấn tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra một cái trang dài phía dưới như thế này. Sau đó các thầy cô nhấn vào cái dấu tích này nhé, dấu tích trên đó. Nếu như ở dưới này thì các thầy cô phải tích từng người, nếu tích trên này thì nó sẽ tích hết tất cả. Sau đó các thầy cô nhấn vào nộp dữ liệu, các thầy cô nhấn vào nộp dữ liệu đây. Thì sau khi nộp thành công thì nó sẽ báo cho các thầy cô thành cô là thành công. Tiếp theo, ai có lỗi gì thì nó sẽ hiện ra cái lỗi nha, thì lúc đó chúng ta sẽ tải cái lỗi về chúng ta xem. Thứ hai là chúng ta tới thông tin lớp học, cũng y như thế, chúng ta cũng nhấn tìm. Sau đó chúng ta cũng tích vào cái dấu phía trên này, chúng ta cũng tích nhấn nộp dữ liệu. Do đây là tôi làm rồi cho nên tôi không làm lại nhé. Thì đây tất cả những cái của tôi thì tôi đã nộp nó thành công hết rồi. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn vào học sinh, cũng tương tự y như thế, chúng ta cũng nhấn vào đây. Cái này nó chờ phòng sở gì chứ, nhưng mà không cần đâu, khi tí nữa chúng ta làm thì những cái bước này nó sẽ được luôn. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều cái học sinh ở dưới này. Đây nó tới rất là nhiều trang ở dưới này. Đó. Thì các thầy cô cũng để ý á, nếu như chúng ta tích vào đây á, thì nó chỉ được một cái danh sách này thôi. Còn cái danh sách, cái trang số 2, trang số 3 là nó không có nha. Cho nên chúng ta phải tích vào đây nè, tích vào cái toàn bộ danh sách này nè. Đó. Sau đó chúng ta cũng nhấn nộp dữ liệu. Thì khi các thầy cô làm cái này thì cái thao tác nó chạy hơi lâu. Thứ nhất là nó sẽ tùy thuộc vào máy, tùy thuộc vào cái đường mạng của thầy cô. Cho nên các thầy cô chịu khó là khi mình làm thì mình chịu khó mình để ý tí thì nó sẽ báo lỗi cho mình như thế nào đó. Thì lúc đó nó sẽ hiện cái bản thông báo lên, nó báo lỗi cho mình như thế nào đó. Thì các thầy cô để ý đó. Thì khi mình nộp rồi á, sau khi mình nộp xong rồi mà thí dụ như chúng ta quay về lại bên kia mà chúng ta tìm mà chúng ta thấy mà cái số học sinh này nó không đủ á, thì các thầy cô sẽ mở vào đây này, thí dụ như đã nộp này, chúng ta nhấn tìm kiếm thì những em này đã nộp này, những em chưa nộp này, chúng ta nhấn tìm kiếm thì nó sẽ ra còn lại cái số học sinh mà chúng ta chưa nộp. Thì ở cái phần này, nếu như sau khi các thầy cô nhập xong mà các thầy cô kiểm tra mà nó không đủ số học sinh á, thì các thầy cô phải vào lịch sử này. Đó, xong các thầy cô chọn cái thông tin đó, thí dụ như nó thiếu cán bộ hay là lớp học hay là học sinh gì đó thì chúng ta chọn vào, thí dụ như thiếu cán bộ chẳng hạn như thế, sau chúng ta nhấn vào tìm kiếm thì nó sẽ báo cho chúng ta biết rằng là chúng ta đã nộp thành công bao nhiêu bản trên bao nhiêu bản. Thí dụ ở đây nó báo là 38/39, có nghĩa là một người nữa nó chưa được, thì bên cái chi tiết lỗi này nó sẽ hiện ra cho chúng ta có một cái dấu ngay chỗ này, thì chúng ta nhấp vào đó thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái lỗi của cái người này như thế nào. Hoặc là thí dụ như học sinh chẳng hạn như thế. Đó, thí dụ như ở đây của tôi là 903/903 nè. Đó, thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy cái lần đầu tiên của tôi này, đây cái lần đầu tiên của tôi nhập lỗi này là 901/903 nè. Đó, có nghĩa là nó còn hai em nữa nó bị lỗi. Thì chúng ta nhấn vào đây nè. Đó, nhấn vào cái này chúng ta sẽ nhìn thấy. Mở lên chúng ta sẽ nhìn thấy. Đó, là hai em này là do mã học
bán trú phải nhập đối với diện học sinh bán trú này, mà tôi không có học sinh bán trú nhưng không hiểu phụ giáo viên người ta nhập nhầm như thế nào đó, bây giờ nó loại ra hai em này bán trú cho nên là nó không chịu qua, thì tôi sửa hai em này lại, không bỏ cái bán trú đó đi, thì bây giờ sau khi đó thì tôi nhập thì nó lên được hết tất cả như thế này là 903/903. Đó. Thì cái phần thứ nhất này là nó gồm có những cái như thế, thì các thầy cô chỉ cần để ý ở cái phần thứ nhất này là như thế. Thì sau khi chúng ta làm xong cái phần thứ nhất này, các thầy cô nhìn đây thấy đây nó báo thành công nè, đây đã nộp nè, đó, tầng 1 ở trong này. Thí dụ như cái này của tôi chưa nè. Đó, chưa có báo cáo nào. Thí dụ như cái này cũng không có báo cáo nào cho nên nó không có, thì tôi không nộp mấy cái đó. Nếu có thì sau này từ từ tôi nộp sau cũng được. Rồi sau khi chúng ta làm xong cái bước thứ nhất đó, chúng ta sẽ tiếp tới cái bước thứ hai là các thầy cô sẽ vào cái trang cơ sở dữ liệu .gia lai.edu.vn. Đó, các thầy cô đăng nhập vào cái trang đấy. Tôi xin phép tôi đăng xuất ra. Đây, thì các thầy cô vào cơ sở dữ liệu .gia lai.edu.vn như thế này. Sau đó các thầy cô nhấn vào đăng nhập SSO. Đó, sau đó các thầy cô tiếp tục với tư cách là cái đơn vị của mình nha. Đó, các thầy cô nhấn vào đây thì nó sẽ đăng nhập vào như thế này. Rồi sau khi nó đăng nhập vào cái này xong thì các thầy cô cần để ý như thế này. Các thầy cô cần vào tiếp nhận dữ liệu. Đó, thì các thầy cô vào trong này thì các thầy cô nhìn thấy nè, báo cáo tình hình nộp dữ liệu và lịch sử tiếp nhận dữ liệu, thì các thầy cô nhấn vào đây thì nó sẽ hiện ra cho các thầy cô. Sau đó các thầy cô chọn cái dữ liệu ở trong này, thí dụ mình chọn tất cả, xong nhấn vào tìm kiếm, thì đây là cái dữ liệu này nó đã nộp lên cho mình nè. Đó, có nghĩa là đã nộp lên được ở đây rồi đó. Vào lịch sử tiếp nhận dữ liệu để các thầy cô xem ở trong này. Đó, thì những cái dữ liệu này nè, thí dụ đẩy thông tin đầu năm nè, đẩy thông tin đầu năm, thì những cái này khi mình nộp rồi thì mình muốn xem chi tiết, mình nhấn vào đây mình xem chi tiết là nộp bản trường học nè, thất bại không nè, bản học sinh nè, bản điểm trường nè. Thì chúng ta nhìn thấy ở trong này nó có hết các bạn ghi, thì cái đấy chúng ta chỉ để xem thôi. Tiếp theo là các thầy cô sẽ vào kết chuyển dữ liệu, vào kết chuyển dữ liệu. Đó, cái này quan trọng nha, các thầy cô để ý. Sau đó chúng ta nhấn vào tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra những cái thông tin như thế này. Đó, đây, cái này thì cuối năm ngoái chúng ta cũng có làm rồi. Đó, bây giờ các thầy cô sẽ tích vào đây, các thầy cô chọn này. Nhớ nha, chọn 4 cái mục này nha: trường học, cán bộ, học sinh và lớp học. Nếu như các thầy cô không chọn cái nào thì cái đó nó sẽ không lên. Một lúc các thầy cô chọn luôn 4 cái luôn. Đó. Sau khi 4 cái này được rồi thì chúng ta sẽ nhấn đẩy lên. Đó. Các thầy cô sẽ nhấn vào đẩy lên. Và khi các thầy cô để ý thì các thầy cô nhấn nó lên được bao nhiêu thì nó cũng sẽ báo cho mình biết là nó đã cập nhật được bao nhiêu hồ sơ trên bao nhiêu hồ sơ đó. Sau khi nó lên rồi thì các thầy cô có thể kiểm tra lại ở đây. Đó, có thể kiểm tra lại cái lịch sử của mình ở đây là nó báo này như thế nào, và lỗi gì thì nó sẽ hiện ra ở đây cho các thầy cô xem nha. Nó sẽ có một cái dấu thang ở đây, nó hiện ra nếu nó có lỗi. Thí dụ như ở đây là 29, đã đẩy lên được 29, thành công 29, có nghĩa là bây giờ chúng ta nhìn vào đây thì trường học là một trường này, đã thành công một trường. Cán bộ 39 người, đã thành công 39 người. Học sinh 903 và lớp học là 29, thì tất cả những cái này nó thành công hết. Đó, thì khi chúng ta làm xong như thế này có nghĩa là chúng ta đã thành công rồi đó, gần như là xong rồi đó. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái bước tiếp theo, đó là chúng ta sẽ vào tra cứu, chúng ta vào thông tin y tế học sinh. Thì cái này là bắt buộc là khi các thầy cô ở bên cái phần smart này, các thầy cô phải nhập rồi nha. Đây nè, bên này nè, đó, bên cái phần này các thầy cô đã phải nhập rồi, chứ nếu bên này chưa nhập thì các thầy cô không có cái số liệu này đâu, bên đó nó không hiện ra đâu. Đó, thầy cô phải nhập hết các cái số liệu bên này rồi thì bên khi bây giờ chúng ta qua bên này nó mới có. Sau khi chúng ta đã mở lên cái này rồi thì chúng ta nhấn vào lấy dữ liệu. Đó, sau khi lấy dữ liệu thì các thầy cô để ý ở đây nó sẽ có đầy đủ 29 lớp của chúng ta lúc nãy chúng ta vừa cập nhật đó. Thì bây giờ từ đây các thầy cô để ý là ở đây nó có cho tải xuống toàn bộ nè, nhưng mà tôi không hiểu sao tôi nhấn vào tải xuống toàn bộ thì của tôi nó chỉ tải xuống có mấy lớp thôi. Đó, nó chỉ tải xuống có mấy lớp như thế này thôi, nó không tải xuống tất cả, thì tôi cũng không hiểu cái lý do tại sao nữa. Thì
Bây giờ nếu như mà các thầy cô cũng bị cái trường hợp giống như tôi thì các thầy cô cứ nhắn tải xuống từng cái đi, chịu khó tí. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Thì cái này các thầy cô dễ lắm. Bây giờ sau khi các thầy cô tải xuống và các thầy cô kiểm tra thì mình tải có đúng hay sai thì các thầy cô vào đây này nhìn này. Đó, từ lớp 1 tới lớp 5A5 này. Nếu như lớp nào mà nó trùng á thì nó sẽ có cái số 1 ở phía sau này, nó đánh cái số đó, có nghĩa là cái đó hai lần rồi. Đó, bây giờ thì chúng ta nhắn cái này, chúng ta đếm như thế này thì chúng ta thấy đây là đủ 29 file rồi nè. Đó. Sau khi chúng ta làm xong cái bước này rồi thì có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành ở phía bên này. Bây giờ các thầy cô sang bên phần cơ sở dữ liệu. Thì bên cơ sở dữ liệu của thầy cô thì bây giờ thì nó có rồi. Đó. Và các thầy cô làm thì các thầy cô để cho nó có cái thời gian để nó chạy sang nhé, chứ không phải chúng ta làm cho nó chạy ngay sang đâu. Đó. Cho nên là tốt nhất là các thầy cô làm phải cho nó cái thời gian để nó có cái thời gian nó chạy sang. Ví dụ như lúc nãy tôi làm nhanh quá cho nên là có nhiều cái nó vẫn chưa sang. À, thì bây giờ nó có đây là có 29 lớp này, của tôi 29 lớp nè, lớp học nè, 29 lớp đủ rồi nè. Nhân sự là của tôi có 39 người, tôi cũng vào đếm xem. Đó, cũng đủ 39 người nè, đủ 39 người rồi. Thì tất cả các thông tin ở phía sau thì cũng tương đối là đủ hết rồi. Rồi tới phần học sinh, chúng ta cũng tìm vào học sinh đây. Thì các thầy cô cũng sẽ nhìn thấy ở đây nó theo từng lớp. Đó, thì tí nữa chúng ta sẽ kiểm tra cái phần học sinh sau. Rồi, sau tới phần học sinh rồi, bây giờ tới cái phần y tế. Các thầy cô vào học sinh, xong rồi các thầy cô chọn xuống phần quản lý sức khỏe học sinh và nhập sức khỏe học sinh. Đó. Thì đầu tiên các thầy cô mở ra thì nó sẽ có dạng như thế này nè. Đó, nó trống như thế này nè. Và chúng ta phải làm đó là chúng ta vào cập nhật thể chất y tế từ Excel. Đó. Sau đó chúng ta chọn cái lớp mà chúng ta muốn cập nhật lên. Thí dụ như là lớp 1A2. Đó. Thí dụ như bên này khi mà chúng ta mở lên thì cái lớp 1A2 này nó có rồi, là bởi vì do lúc nãy là tôi cập nhật rồi nhé. Chứ nếu không thì nó sẽ không có đâu. Đó. Cho nên bây giờ các thầy cô vào đây, các thầy cô sẽ chọn lớp 1A2 có rồi. Bây giờ từ tiếp từ lớp 1A3. Đó. Sau đó các thầy cô mở, các thầy cô chọn lớp 1A3 này. Nhấn Open, xong nhấn tải lên. Các cô chờ một chút xíu là nó sẽ hiện hết ra những cái thông tin đây. Đó. Số 1 là biết bơi, còn số 0 là không biết bơi nhé. Sau đó chúng ta nhấn cập nhật, nhấn OK. Đó. Và chúng ta chờ chút xíu nó sẽ báo. Đây, cập nhật thành công, nó sẽ báo thành công. Rồi. Nếu như em nó lỗi như thế nào đó, thì nó sẽ báo cái kết quả lỗi đó nha. Các thầy cô để ý cái chỗ đó. Đó. Các thầy cô nhấn vào đây, chọn lớp 1A4. 1A4. Xong rồi nhấn tải lên. Đó. Xong rồi nhấn cập nhật. OK. Rồi nó sẽ báo thành công. Bây giờ chúng ta quay lại chúng ta nhìn thử nhé. Rồi lớp 1A2 nè. Đó. Lớp 1A3 nè. Có nè. Lớp 1A4 nè. Có nè. Lớp 1A5 chưa có, chúng ta chưa làm. Đó, lớp 1A5 không có nè. À, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm y như thế thôi. Đó, lớp 1A5 nè, chọn tệp tin nè, chọn lớp 1A5, chọn Open, chọn tải lên, cập nhật, OK. Đó, báo thành công là được. Tiếp theo, 1A6, Open, nhấn tải lên, cập nhật, OK. Đó. Là có nghĩa là cái khối lớp 1 của chúng ta là nó xong hết rồi. Đó. Cái bảng lỗi thì chúng ta sẽ nhấn chúng ta tải xuống đây. Nếu như nó có cái lỗi gì thì nó sẽ báo, còn nếu không có lỗi thì nó sẽ không báo gì hết. Đó. Nếu như chúng ta lỗi một em nào đó thì cái này nó sẽ báo cho chúng ta lỗi. Và chúng ta biết cái lỗi đó để chúng ta đi sửa. Đó. Các thầy cô để ý cho một cái nhé. Nếu giả sử như ở đây là các thầy cô chọn là lớp 5A5 nè. Đó, nhưng mà ở dưới này các thầy cô chọn cái tập tin là lớp 1A1 chẳng hạn như thế. Thì khi các thầy cô nhấn vào tải lên đó, và các thầy cô nhấn vào cập nhật đó, là nó sẽ báo lỗi. Đó, nó sẽ báo lỗi đây này. Nó sẽ báo lỗi. Cho nên các thầy cô phải nhớ là các thầy cô chọn cái này với cái này nó phải trùng nhau nha. Đó, nếu không trùng nhau là nó sẽ báo lỗi. Xin nói thêm với các thầy cô một cái nữa. Đó là trong khi mà chúng ta
tải cái file dữ liệu này lên này, thì các thầy cô phải để ý đây. Đó, thí dụ như những tôi bây giờ các thầy cô muốn tải cái file này lên chẳng hạn như thế, thì các thầy cô phải để ý như thế này. Đó là khi các thầy cô bật lên thì nó sẽ hiện ra cái chữ này này. Đó, thì bây giờ các thầy cô phải chỉnh như thế này. Thầy cô sẽ vào file, sau đó các thầy cô chọn open, sau đó các thầy cô chọn đến Truth Center, sau đó các thầy cô nhấn Truth Center Setting, sau đó các thầy cô chọn Micro Setting và tích xuống cái dấu dưới cùng này, tích vào cái dấu này. Nếu có một cái thì tích một cái, nếu có hai cái tích hai cái. Sau đó các thầy cô nhấn OK, nhấn OK tiếp. Thì như thế thì các thầy cô cập nhật lên nó mới được nha. Nếu các thầy cô không làm cái bước đó, các thầy cô cập nhật lên nó sẽ báo lỗi á. Thì cái phần hôm nay là chúng ta chỉ làm những cái như thế, thì cơ bản là bây giờ là chúng ta cập nhật cái này nữa là xong đó. Thì đó, các thầy cô sau khi làm như thế thì bây giờ các thầy cô vào kiểm tra này, thí dụ như thống kê học sinh này, thống kê số lượng học sinh đó, thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta kiểm tra lại thử xem của chúng ta có đủ số lượng học sinh là 903 em chưa đó. Thì của tôi thì đủ rồi nè, số nữ số dân tộc là tất cả đúng hết rồi. Đây cũng thế, thống kê sức khỏe này. Đó, thí dụ như 903 em mà tôi mới được cái, chỉ mới được có bấy nhiêu thôi, do là mình cập nhật chưa xong hết nè, mắt nè, biết bơi nè. Đó, biết bơi thì cập nhật tương đối là nhiều rồi đúng không, đánh giá cái chỉ số BMI đó, thì đó, các thầy cô vào đây các thầy kiểm tra thì cái lớp nào mà mình cập nhật xong rồi thì nó sẽ có hết ở trong này cho mình. Đó, thì về cái phần cập nhật hôm nay thì có bấy nhiêu á, xin chào tất cả các thầy cô. Tôi xin hết ạ.